Bây giờ chúng mình sẽ đi trên con thuyền này để di chuyển tới hòn đảo ý các cậu ơi. Này anh Cam, đưa đây anh mặc áo phao vào cho. Đúng rồi, lên thuyền là chúng mình phải mặc áo phao các cậu ạ. Đây, rồi ok, được rồi đấy. Chắc chắn rồi đấy em Cam ơi. Nào chúng mình cùng đi giải cứu bạn khủng long nào. Cậu ơi nhìn kìa, ở kia có một cái con tàu. Nó to như thế này này, nhìn thấy kinh không? Con tàu ý là con tàu gì các bạn nào biết không? Tàu chở hàng hay sao ấy? Không phải, tàu hút cát đấy. Ô kìa, nhìn kìa, có một con cá heo, nó cứ đang bơi theo mình kìa. Ta giam giữ khủng long ở đây, không kẻ nào có thể đến lấy đi được. Có cái gì ở dưới chân cậu vậy? Tớ bị một con gì nó cắp vào chân ấy cậu ơi. Đâu, cậu thử lôi đi xem nào. Wow, tớ nhìn thấy rồi, con gì có hai cái càng to lắm. Nó có càng à? Đúng rồi, cậu nhắc lên đi. Ồ, con này không phải hai cái càng, mà nó chỉ có một cái càng thôi cậu ơi. Một cái chân của nó đang mọc ra đây này. Đấy, nó có một cái càng đang mọc ra đây. À, cái chân nó mọc được ra, nếu như nó bị đứt là nó tự mọc được ra. Đúng rồi, nó bị gãy chân rồi, thế nên bây giờ nó mới mọc ra được cậu ơi. Wow, các cậu ơi, nhìn cái hòn đảo hoang mà nơi bạn khủng long bị bắt giữ này, trông nó có đẹp không? Này Trang ơi, hai tớ thả bạn cua này đi nhá. Ấy, đừng cậu ơi. Bạn cua này ở đây từ rất lâu rồi, có khi bạn ấy biết vị trí của khủng long đang ở đâu đấy. Này bạn cua ơi, con tớ có một bạn khủng long đang bị cướp biển bắt đi. Cậu có nhìn thấy bạn ấy ở chỗ nào không? À, bạn ấy bảo là ở trên đỉnh núi cậu ơi. Trên phía kia kìa. Ờ, tớ nhìn thấy có một cái chòi kìa cậu ơi. Chúng mình thử lên đấy đi. Đấy là chòi của cướp biển đấy, mình thử lên đấy đi. Rồi, cua ơi, tớ thả cậu đi nhá. Đây, cho cậu đứng vào đây này. Ui, tớ chạy nhanh thế. Hình như mình nghe thấy tiếng gì đó. Có ai đang ở trên đảo này thì phải. Tím ơi, Cam ơi, tớ nhìn thấy tên cướp biển rồi. Hắn ta đang đứng canh trên chiếc cầu kìa. Hình như trên cái chòi đấy là bạn khủng long thật cậu ạ. Bây giờ chúng mình phải nghĩ cách gì đấy để dụ hắn ta đi. Và một người sẽ trèo lên cái chòi để giải cứu bạn khủng long. Ui, hắn đứng ở giữa cây cầu thế kia. Thì làm sao mà bọn mình ra đấy để xem có bạn khủng long hay không được cậu ơi. Làm thế nào bây giờ? Phải nghĩ cách đi cậu ơi. Hắn cứ đi lại thế này thì không ổn đâu. Bây giờ thế này, ba đứa mình sẽ phải có một người giả dụ hắn đi chỗ khác. Sau đó một người sẽ lên cái chòi đấy để xem có bạn khủng long ở đấy không cậu ơi. Hay là cậu chạy nhanh, cậu ra cậu dụ hắn đi. Ừ, không được. Tớ mà dụ hắn đi á thì ai lên cứu cái bạn khủng long ở trên kia? Cậu với em Cam làm gì có leo trèo được. Thôi bây giờ thì tốt nhất là cho em Cam đi đi. Không, mình không đi đâu, em sợ cướp biển lắm. Thế thì cậu đi đi Trang ơi. Oh no 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 no, tớ không đi đâu. Thôi, tốt nhất bây giờ để cho công bằng, chúng mình sẽ quản tù tì. Nếu như mà ai thua thì người đó sẽ phải ra dụ cướp biển. Nào, bây giờ quản tù tì nào. Quản tù tì ra cái gì ra cái này. Oh, no. Anh thắng em Cam rồi, chị Trang thắng em Cam rồi. Em Cam phải là người ra dụ cướp biển. Con bé nào kia? Sao ở trên đảo này lại có người nhỉ? Trên tay này còn đang cầm kẹo mút kìa. Lại còn trêu người ta à? Ta lâu lắm rồi chưa ăn kẹo mút đâu. Ta phải bắt người mới được. Tím ơi, cẩn thận cậu nhá. Em Cam đã dụ hắn ta đi mất rồi. Các cậu canh cẩn thận, nếu hắn quay lại thì phải báo cho tớ ngay nhá. Ôi dồi ôi, cứ yên tâm. Ui, cầu cướp biển này như kiểu là nó sắp dâu tới ấy. Xem nào, ở dưới là vực sâu đây này, liệu có lên được kia không? Cẩn thận đấy Ním ơi, cây cầu ấy tôi nhìn nó mục rồi, cắt giở đất rồi đấy. Nó trốn đâu rồi nhỉ? Vừa lại thấy chạy ở đây cơ mà. Tìm trong bụi này có không? Không thấy à? Xem nào, vừa chắc chắn chỉ ở quanh đây thôi. Có ở dưới này không? Để ta lên đây xem nào. Trốn dưới gầm giường này à? Không có. Nó ở đâu rồi nhỉ? Kẹo mút ngon thế cơ mà. Hay là ở dưới đây? Cũng không có luôn. Không biết người trốn ở đâu rồi. Ra đây mau đi. Hay là nó chạy đi chỗ khác rồi nhỉ? Đừng để ta bắt được ngươi. Ta bắt, ta sẽ ăn hết kẹo mút đấy. Thôi chết, hình như mình bỏ quên khủng long rồi. Để quay trở lại thôi. Khủng long ơi, cậu ở đâu rồi?
Ôi Trang ơi, tớ không thấy khủng long ở đâu cả. Còn trên đây không? Cũng không thấy đâu cả. Làm thế nào bây giờ? Ui rồi ôi, đây rồi đây rồi. Tớ nhìn thấy mẹ khủng long bị mắc kẹt đầu ở đây rồi. Nào, ra đây, tớ kéo lên nào. Nào. Ui. Ồ, tại sao? Lại chỉ có cái đầu ở đây thế này. Ở dưới cũng không có gì. Đây đúng là mẹ khủng long ba sừng. Khủng long ăn cỏ rồi đây mà. Thế nhưng mà cái người bạn ấy đâu rồi? Thôi, mình phải quay lại thôi. Không tên cướp biển sắp về rồi. Nhím ơi, cướp biển sắp về rồi. Chạy mau, chạy mau. Ui, chạy nhanh thôi, chạy nhanh thôi. Tên cướp biển sắp về rồi. Ôi, không ổn rồi, không ổn rồi. Sao thế cậu? Đấu lên cậu cái trời đấy. Khủng long chưa? Tìm được bạn khủng long rồi. Thế nhưng mà nó chỉ là một cái đầu thôi. Thế còn cái phần người của khủng long thì không biết đâu cậu ạ. Thế là chúng mình vẫn phải tìm phần người đúng không cậu? Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ quay lại đấy, nhưng mày tên cướp biển bắt chúng mình thì làm thế nào? Tớ đã kiểm tra rất kỹ cái trò đấy rồi, không có cái phần thân ở đấy đâu cậu ạ. Tớ nghĩ là bọn cướp biển này chúng đã vứt cái thân của khủng long đi đâu rồi cậu ơi. Mình phải tìm chỗ khác thôi. À, đi trước trên biển đi à. Đâu, để tớ thử ra, tớ lấy xem nào. Cái này là cái gì đây? Ồ, một cái đuôi. Một cái đuôi à? Wow, em Cam nhìn tinh thật đấy. Hình như đây là cái đuôi của bạn khủng long cậu ơi. Sao nó lại trôi ở dưới biển thế này nhỉ? Hay là mấy tên cướp biển vứt mấy cái đuôi với cả cái thân của khủng long xuống đây rồi cậu? Ui, thế thì chúng mình thử đi tìm dọc cái bờ biển này xem có không đi cậu ơi. Không thấy đâu cả. Không nhìn gì thế nhím? Ui, sao lại có cái tảng đá to thế này nhỉ? Wow, cái tảng đá này nó to thật đấy. Mà nó bị sao mà lại bị rơi ngoài bờ biển thế này nhỉ? Mà tớ nhìn thấy ở trên nó cũng có những cái lô này cậu ơi. Ô, hình như chỗ này có một cái tổ chim này. Đây này cậu ơi, chỗ này là cái ổ của con chim đấy. Wow. Cậu ơi, nhìn này. Một cái cẳng chân. Một cái chân, sao nó lại ở trên cái tổ chim nhỉ? Đây cũng là chân của cái bạn khủng long vừa lúc nãy đấy. Thế thì chúng mình vẫn còn thiếu phần người cậu ơi. Và ba cái chân nữa. Nhím ơi, cậu nói nhỏ thôi. Tớ phát hiện ra có thứ này hay ho lắm. Cái gì hả cậu? Có một con gì màu đỏ đỏ nhỉ? Nó đang bơi ở dưới biển kia. Con tôm hoặc là con cua? Không, người cá à. Đang cong cả nàng tiên cá ở trên lưng kia. Ô, nhảy lên trên bãi đá rồi. Đâu đưa tớ xem nào. Ôi, đây không phải là tiên cá cậu ơi. Thế nó là cái gì vậy? Đấy là con zombie cá. Con zombie này nó sống ở biển. Thế nên là trông nó như là người cá ấy luôn ạ. Nó bơi giỏi lắm. Kia chắc là cái tiệm bạc đó đấy. Cái tảng đá kia hình đầu như một con cá. Đầu một con cá ấy cậu ơi. Wow, cậu nhìn thấy gì trong mồm con cá đó không? Tớ nhìn thấy có cái gì lấp lánh lên đi. Hình như đấy là người bạn khủng long nhím ơi. À, hóa ra con người cá này lấy người của bạn khủng long nhím á. Thế thì bây giờ phải làm thế nào bây giờ nhỉ? Ở đây là biển. Cái con người cá đấy thì nó sống ở biển. Thế nên là nếu như mà mình ra tay không ý, sẽ không chiến đấu được với nó đâu cậu ơi. Tớ có một món bảo bối này, không biết có thể giúp ích cho chúng mình được không? Cái gì hả cậu? Đây nè. Đây, một chiếc súng phun nước hình khủng long. À, súng khủng long để lúc đi cứu khủng long đấy có phải không? Đúng rồi. Súng phun nước này dùng thế nào? Đây, chúng mình phải nạp nước vào cậu ạ. Nước à? À, đây cái rồi. Cái súng này nó phun tia cực kỳ mạnh luôn. Tớ đã được khủng long bạo chúa tặng đấy. Tớ đã được khủng long bạo chúa tặng cái món đồ này đấy. Để đề phòng khi gặp rắc rối, tớ sẽ có chiếc súng này để sử dụng. Rồi, à, sau đó mình sẽ bóp cò như này đúng không? Ui, súng mạnh lắm cậu ơi, nhìn này. Bắn được chân này cả, bắn được chân này cả. Ui, đau chưa em Cam ơi, đau chưa. Được rồi, tớ sẽ mang cái súng này ra để đuổi cái con người cá kia đi. Ui, tên người cá này, nhìn này cậu ơi, trông bay, to chưa? Wow, trông to thật đấy, mà màu sắc sặc sỡ luôn. Người cá đâu? Đưa hai kẻ xuống biển đi. Một tảng đá có hình đầu của một con cá. Hai cái mắt kìa. Còn đây chính là cái mồm của con cá này. Trong cái mồm là món đồ gì vậy? Để tớ xem nào. Ui, cậu khéo đấy nhá. Wow, có thứ gì bên trong thật cậu ơi. Để tớ thử lấy nhá. Nhìn này, người của bạn khủng long đó. Yeah, vậy là chúng mình đã tìm đủ rồi. Đủ hết rồi cậu ơi. Thử vào lắp lên đi.
phần đuôi sẽ lắp vào đâu nhỉ? À đây, chiếc đuôi nhỏ xinh sẽ ở đây cậu ơi. Thế còn một cái chân sẽ lắp vào phần này. Đó. Còn đây nữa, cái đầu tôi sẽ lắp vào đây nhá. Wow, hoàn thiện bạn khủng long rồi cậu ơi. Bây giờ đã giải cứu được bạn khủng long rồi, bọn mình đi về thôi các cậu ơi. Đấy, còn mình sẽ phải ở cái hòn đảo cướp biển này mất. Ui, nếu như mà ở hòn đảo này thì chúng mình sẽ bị tên cướp biển bắt mất nhím ơi. Cậu phải nghĩ cách nào đi. Trang ơi, hình như ta thấy ở đây có một chiếc thuyền này. Liệu hay là con mình sẽ đi cái thuyền này để đi về thôi cậu ơi. Không đi được thuyền to, mình đi thuyền nhỏ này được. Để con về em Cam ơi. Không cướp biển, nó đuổi ra đây bây giờ. Cậu mang vào đi. Được rồi, cậu với em Cam bắt đầu lên thuyền đi nào. Nhanh, cậu ngồi lên đi.